Đấy, chỉ mới cắt không? Buồn buồn thất nghiệp rồi, chở cái máy cắt này đi cắt lúa cũng im. Đây, chỉ mới cắt nha bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video đến phút này nha. Bạn nào chưa đăng ký nhớ đăng ký ủng hộ mình nha. Thì mình cũng tìm mọi phương thế cũng như là mọi những cái gì mình chia sẻ thú vị nhất mình chỉ chia sẻ lên kênh, mong các bạn xem và ủng hộ mình nha. Thì cấp này view bọng rất tệ bạn ơi, xem không ai xem hết trơn, đăng video lên là đăng ký rất là nhiều nhưng mà không ai xem ủng hộ. Máy cắt Kubota 770 các bạn. Xuống chặt nha. Trời ơi, cho xuống ghe luôn mới ghê ha. Cho xuống ghe luôn nha. Đây. Căng quá là cái dốc. Rất là nguy hiểm các bạn, dốc rất là cao nha. Động đất lên trời ơi. Cái hàng động đất luôn rồi bạn ơi. Khá nguy hiểm, anh chổng đầu lên rồi kìa. Dạ, hay da. Ồ, cổ chút xíu gì thích à. Ghê thiệt. Ghê thiệt, ghê thiệt. Ồ, quá trời hồi hộp. Đúng là ngày nào thì công việc cái chuyên môn người ta hiểu bạn ơi, mình cúi thấy hồi hộp á. Nâng cái hàm lên nè, chuẩn bị. Chà, có kính hậu cái gì mà nhìn thấy đường người ta hay quá vậy. Anh ta nhìn xuống mọi người. Cái chiếc xe mình thấy máy cắt ấy là bạn mình phóng xuống. Phóng xuống là mấy mình quay cái cảnh đó cho bạn xem. Xe đi rồi. Đây. Hồi nãy thì nhà chổng đích lên trời nha. Bây giờ nhổng cái đầu lên trời nha. Hỏng nhám các bạn, hỏng ghê luôn á, vừa thích cái chẹt à. À, nhích nhích cái nhích đi nha bạn ơi. Kubota DC770 xuống cái chẹt nhỏ xíu, chổng đích chổng khu lên trời và chổng xuống luôn. Xuống luôn hả? Chiếc này chiếc máy cộ bạn, chiếc máy cộ á. Chui xuống đó luôn hay gì á mà. Trời trời nó nặng nha bạn, nó nặng nó chì ra luôn rồi bạn. Bứt muốn bứng néo luôn rồi. Ghê hồn không? Nặng quá nha, nặng rồi cả. Xong. Hạ càng xuống là an toàn là một chiếc. Chà, chơi luôn hả? Dữ dằn rồi nghe. Còn có lỗi nhỏ xíu rồi, chen vừa vừa không trời. Nè, có lỗi chút bét à. Má ơi. Hai người nâng cái đó lên luôn rồi. Ô, chổng đít lên trời luôn rồi, nữa ơi. Ông sùng sình, sùng sình, sùng sình. Hay quá. Đây. Mọi người chắc vừa đủ luôn quá.
đi xuống Long Mỹ Hậu Giang các bạn, đi xuống Long Mỹ Hậu Giang cả. Đang ở Long Phú các bạn ơi. Chúc cả nhà có giây phút thư giãn khi xem video nha. Yếu tim đừng coi nha. Ghê thiệt chứ. Đó, đụng với cái kia luôn. Ghê thiệt, đụng với cái hàm luôn. Xóc cái nó vô cái hàm kia luôn, cắt luôn. Rồi. Học xong. Rồi như là xong xuôi. Ô, giỏi quá ta. Hay quá thiệt chứ. Lỗi vô xíu rồi chen vừa vô luôn. Trời ơi. Thiếu chiếc này nữa hả? Chiếc này bầu người bỏ đâu? Anh biết thiệt. Chiếc tao rút nè. Để coi các bạn. Anh đi giết tới lùi á, anh chuyển mà xe chuyển vọng giết anh quen bạn ơi, quen luôn. À, chúng cái bẩn á, chúng cái mỏ cái bẩn nè. Nó gãy mũ bẩn. Wow, chiếc này cái 100 kg các bạn thấy gì, chiếc xe đó 95 kg mà chưa có dầu nhớt đó nghe, chứ không phải trơn đâu. Nên mình không có thế nữa chứ, lên cao không có thế nữa, nguy hiểm. Chân nhớt kìa, chạy tiện như bê te vậy. Ồ, ngã xuống luôn rồi, trời ơi trời. Dựng đứng nó lên đi. Đó. Ôi trời, một chiếc chẹt rồi, giả 3 chiếc xe. Tao quýt rồi, chiếc máy cắt rồi, chiếc máy đó luôn. Có kèm tuân coi như là xong, chuẩn bị là dở mấy cái vali đã ra bạn, dở mấy cái vali đã ra, rút dây đã ra, rút dây đã ra là chiếc này tụt xuống đó là vừa xong một chiếc nha. Móc lên luôn, cài nó lên. Hay chúc chủ chẹt cũng như là mấy anh em thợ mới cắt nè, thuận bồm xuôi gió và có nhiều cái chiến đồng là thuận lợi ha, không có mắc kẹt cầu mà kẹt cống như thế này nữa. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Bạn nào chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tắt cái máy cắt. Ông không thèm cắt này, ông nói còn nguy hiểm quá. Tao đi hồi tao xuống sông rồi đàng hoàng tao mới tắt. Buồn ở đây nơi đâu có tới tay đâu. Lộn kìa. Hình. Đâu lại vào đấy à, im chuyện. Rồi. Đến đường. Bye bye. Trời ơi, mới vừa ra cái đề cái máy xe ra liền ta. Đây có xe là hiển lên kìa. À, một cái chẹt thôi, vừa chở mấy xe, vừa chở mấy cắt, vừa chở mấy cộ và vừa chở chiếc tôi tao quýt luôn. Quá trời luôn rồi. Đây. Khỏi cần. Khỏi cần luôn, tuôn luôn à, tuốt luôn rồi. Anh nói khỏi đâu anh tuốt luôn à. Rồi buông ra đi là cái đó tao tuốt luôn à. Đơn giản nhẹ nhàng ha, mình thích làm được rồi. Tạm biệt các bạn nha, bye bye. Long Phú, Sóc Trăng, chúc quý khách thượng lộ bình an.